Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Việt Vũ. Hôm nay tiếp tục Dragon Quest thôi anh em ạ. Tập trước thì tôi đã đến được Heliodor rồi. Bây giờ là trước khi đi gặp vua để tôi tìm thử xem là... Đây là tôi tìm hiểu cơ chế của game ấy. Thử đi theo mấy cái hướng dẫn của cái quest này xem là mình sẽ làm được những gì. Có một cái khách du lịch ở Heliodor gần... cái cầu thang trung tâm đang tìm thứ gì đó. Bây giờ là mình đi tìm anh ta để... cái cầu thang trung tâm là cái nào nhỉ? Đây, tôi nhớ là những cái người có màu tím này này là giao quét này. They are amazing. Đây, đúng rồi, đúng rồi. Tôi đã đi một đoạn, một cuộc hành trình dài để đến Heliodor với cái mục tiêu đấy ở trong đầu, để bắt được, để tìm được hai người hùng vĩ đại nhất của lịch sử, ngài Jasper và ngài Hendrik. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đấy là họ không cho tôi vào trong thành. Anh có tin được không? Nếu mà tôi không gặp họ một cách cá nhân, một cách riêng tư, thì sao? Không có thời gian để reading up on them là sao? Tìm hiểu họ à? Bây giờ nó bảo là nếu như mình giúp nó tìm hai cuốn sách về hai cái hiệp sĩ vĩ đại đấy thì nó sẽ thưởng cho mình. À, tức là đấy là hai cuốn sách thôi đúng không? Bây giờ mình phải tìm hai cái cuốn sách về Jasper và Henrik. À, câu chuyện về hai hiệp sĩ vĩ đại. Nó là sách được để ở trong lâu đài nhưng mà thằng này nó không vào được nên là nó muốn nhờ mình giúp. Nào, bây giờ cái quest này nó là review này, đây còn một cái quest này nữa này. Cái quest này thì ở đây là chắc rồi. Đánh dấu màu tím đây này. Wow, wow. Amelia đã bị kẹt ở trên mái rồi. Cô ấy không thể xuống được. Ai đó giúp tôi với. Amelia bị mắc ở trên mái rồi. Ôi, một em mèo bị mắc ở trên mái. Bây giờ mình phải giúp. Đâu à? Làm sao mình biết được cái vị trí địa điểm? Máy nào mới được chứ thằng cu kia? Tôi đang cái những cái kiểu game nhập vai Nhật Bản này nó không kiểu chỉ cho mình đến tận răng là cái nhiệm vụ nó phải như nào, làm như nào đâu. Nó chỉ có gợi ý xong rồi mình phải tự tìm hiểu thôi. Quan trọng là... À kia. Rồi ok. Lên đây chắc. À, nhảy ra được. Cái từ. Tôi phải tìm cách tôi chỉnh cái quay chuột. System setting, camera control này. Cái camera movement nó bị chậm quá. Indoor có thể không, tôi phải cho. Cái quay chuột này nó bị chậm quá. Lúc mà di chuyển tôi lái hơi khó. Không phải vào đây rồi.
Kiểu gì cũng phải có đường lên chứ. Gì có chuyện. Nó là trên cái tòa nhà này. Không cho mình vào nhà này. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ôi có thế này thôi mà ông kia ông đứng dưới ông khóc ạ. Meo meo meo. Em này không giống bất cứ em mèo nào trong 7 em mèo nhà tôi. Nào đi xuống nào. Ồ. Chiu. Trò này không bị sát thương rơi từ trên cao xuống. Rồi, ok. Lần sau trông mèo cho cẩn thận nhé cháu nhé. Mình nhận được cái các Kitty Litter này là cái gì? Kitty Litter này là cứt mèo à? Từ từ. Ngoài ngay ngoài cổng thành có một thằng màu hồng hồng này mà tôi chưa nói chuyện này. Chắc phải là nhân vật gì đấy quan trọng. Từ từ uống hớp nước anh em nhé. Chơi game nói nhiều khô hết cả cổ. Đã chưa từng thấy cậu ở đây trước đây. Cậu đến đây để gặp vua bị gặp nhà vua à? Cậu sẽ không tìm thấy ngài ở quanh đây đâu. Cậu phải đến thẳng tòa thành, tòa lâu đài. Đi thẳng theo bốp ăn cừng là sao? Bốp 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 ăn cừng là sao? Ăn cồ là sao? Bây giờ mình phải đến đến tòa thành ấy vào ban ngày và cái lão vừa ấy nói chuyện với mình ấy tên là Bob. Tôi cũng không đọc mà kỹ xem là gặp ông Bob này thì có cái tác dụng gì, nhưng mà có vẻ như là ông ấy là một người mà mình nói tên ông ấy ra thì mình sẽ được cho vào trong lâu đài để gặp nhà vua. À, đến lâu đài rồi đây. Halt, not so fast. Không nhanh thế đâu. Đến đây làm gì? Mình đang giới thiệu về việc mình là người mang ánh sáng và muốn xin vào gặp nhà vua. Bắt tay ta đi. Đây là điều buồn cười nhất mà cả tuần này ta mới được nghe đấy. Bọn này nó không tin. Clear off, will ya? We haven't got time for this kind of nonsense. Té đi, bọn tao không có thời gian cho những cái điều nhảm nhí đấy đâu. Đây, ông nhìn đi, đây là cái gì? Quá 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 quá. You want to show that pendant to the king, you say? Sao? Mày muốn cho nhà vua xem cái vòng cổ này à? Do you mind waiting here a minute? Đợi đây một phút được không? Cứ phải có cái gì đấy nó mới tin. Nhưng mà cái đấy thì cũng đúng thôi. Ever so sorry for that little misunderstanding. Xin lỗi ngài vì cái sự nhầm lẫn này. Nào, xin mời ngài. Quốc vương đang đợi ngài phía trong ạ. Nhìn anh mặc đẹp trai như này, tỏa ra khí chất anh hùng quý phái như này mà dám nghi ngờ, bọn này đúng là có mắt không tròng. Thằng nào chỉ làm được lính gác cổng thôi. Rồi, đi gặp vua thôi. Ai đây? Nhà vua đang đợi ngài ở trong cung điện. Ok. Tôi rất thích những cái game thế giới mở và cái phong cách, ví dụ như tôi chơi những game khác nhá, nó phong cách người thật nhá, thì cảm giác nó nói như nào nhỉ? Nó không cảm giác nó không được thoải mái và hoành tráng giống như là phong cách hoạt hình kiểu như này, kiểu của anime như này. Đúng là gác cổng phòng của vua khác, đứng cả mấy anh hiệp sĩ nhìn mặc chất hơn hẳn. Này, toàn hiệp sĩ mặc bố đời chưa? Giáp chain mail, mũ plate helmet. Ơ,
cái lão già này nhá, cái lão vua này với lại cái thằng hiệp sĩ áo màu đen đen tím tím này, với cả thằng này này là những cái thằng nó đuổi mình ở trong cái đoạn cutscene này mà. Đây là phản diện rồi, nhìn mặt ông vua kìa, mày ác vãi đái. Chào mừng đến lâu đài Heliodor, anh bạn. Bọn này ăn mặc nhìn sành điệu quá, bao giờ tôi mới có đồ như thế. Đây là cái vòng của Dundrasil. Dundrasil. You are bold indeed to have made your way here alone, wanderer. I am Carnelian. Khá là dũng cảm khi mà đến đây một mình đấy. Kẻ lang thang. Ta là Camellia, người lãnh đạo của Heliodor. How long have I waited for this day? And now, ta đã đợi rất lâu rồi và bây giờ chúng ta đã gặp. Truly, thực sự gặp. À, thực sự đấy, đây là một vinh hạnh. The fact that you come here proffering the jewel and asking to speak with me personally would suggest that you know something of your true nature. Ông này đang khen là cái việc mình mang cái vòng ấy đến đây gặp ông ấy để nói chuyện là một cái gì đấy rất là bản năng của mình. Và ông ấy bảo là mình có cả vết sẹo nữa đúng không? Nhưng mà lão này tôi nghĩ chăm chăm là người xấu rồi. Nhìn anh em nhìn cái mặt này giống cái lão robot robot sát thủ mà đi với thằng béo ấy, một thằng gầy một thằng béo ấy. Nhìn cái mặt của lão này giống không? Ở trong 70 ngọc rồng ấy. Đó. Rejoice, dear subjects. The day is upon us at last. The luminary walks up. Lão ấy đang bảo là ngày này đã đến, người mang ánh sáng đang xuất hiện ở trong cộng đồng. Tell me, oh luminary. Hãy nói cho ta, người mang ánh sáng. Where exactly is it that you hail from? I would so very much like to pay tribute to those who took you in and raised you. À, lão ấy bảo là mình đã được nuôi dưỡng ở đâu và lão ấy sẽ hậu tạ cho những người mà đã nuôi dưỡng mình. Mình nói cho lão là mình được nuôi dưỡng ở làng đá cuội. Cobblestone, you say. Jasper, you know of this place? Jasper, người có biết nơi đó không? I do, my liege. A village of provincial nobodies deep in the rocky south. Thằng này nó biết, nó bảo là nó biết cái làng của mình ở phía nam. Do not disappoint me. Vậy thì mày biết phải làm gì rồi đấy, đừng làm tao thất vọng. Yes, my liege. Mình bây giờ tôi đang dịch hơi phiến diện. Tôi đang cho ông vua này là kẻ xấu là tôi dịch hơi phiến diện. Vâng, thưa đức vua. Nhưng mà nhìn cái mặt thằng này đấy, đéo hiểu. Đi hậu tạ làng của mình tại sao nó phải dẫn theo một đội quân toàn lính là lính như này? Sao mặt thằng này nhìn bố đời này? I know not what your intent was in coming here alone, but whatever your wicked scheme, know that it shall not succeed. Nó đang bảo là mình là kẻ Akku này là kiểu bị nguyền rủa. Và nó bảo là mình có âm mưu gì thì cũng sẽ không thể nào mà thành công được đâu. Cho người bắt mình luôn. What the fuck? Tôi biết ngay mà lão này là kẻ xấu mà. Take this cur, this harbinger of calamity, and cast him into the furthest corner of the dungeon. Bắt mình nhốt vào ngục luôn mà. Know this. The luminary is the root of all evil and will bring naught but misery to. Lão bảo là mình là nguồn gốc của quỷ dữ. And why is this? Vì sao ư? The reason is simple. Lý do rất là đơn giản. Just as light is intertwined with darkness, so too is the luminary intertwined with the dread lord of shadows. His coming heralds the resurrection of the dark one. Nó bảo là ánh sáng của mình sẽ cái gì đây? Interwine là cái gì? Với lại bóng tối và sau đấy là cái chúa tể bóng tối sẽ thức dậy, sẽ được hồi sinh. Did you really think you could fool one as wise as his majesty? It was your great misfortune. Mày tưởng là mày có thể lừa được đức vua vĩ đại à?
Người mà biết được cái bản chất thật sự của mày, cho người bắt mình luôn mà. Xong rồi nó còn cho người đến làng của mình nữa. Thôi xong rồi, không có ai ở làng bảo vệ rồi. Nhìn cái mặt này mà nó nhận nó là người về phe chính nghĩa mà. Mà có người tin được thì cũng tài. Trong khi bổ ngôi đẹp trai như tôi, nó lại bảo là quỷ dữ. Bắt ra một ngục. Mình kiểu vẫn chỉ là thanh niên trẻ con ấy, nhìn đứng so với mấy cái thằng này chỉ cao đến ngực của nó. Hoặc là do bọn kia nó quá cao. Nhân vật của mình tôi nhìn cái form, cái dáng dấp này cũng cao chứ, cũng phải tầm 1m7. You claim to hail from Cobblestone. Well, before the sun has set three times, we shall know the truth. Rồi, bọn nó đang nhắc đến làng đá cuội của mình đây. Jasper will have returned from his investigation. Thằng kia đến làng của mình. Darkspawn, I would not expect to live beyond that day. Bây giờ nó đến làng của mình, nó điều tra. Nếu như mình mà là kiểu kẻ xấu thật ấy, thì là mình sẽ không sống được nổi quá 3 ngày đâu. Có cái giò của thanh niên nào kia. Tôi vừa được một cái achievement. Rồi. Mình đang bị nhốt ở trong ngục Heliodor rồi. Mẹ tổ sư. Sao trong... À nó cho hai cái này để mình đi đái à? Hay cut it out là sao? Là sao? Từ từ. Ở trong người mình còn giữ được đồ không? Chết rồi. Đồ đạc của mình bị nó ấy hết rồi. Chỉ có điều nó không lột quần áo của mình thôi, chứ đồ đạc nó lấy hết rồi. Cửa thì khóa. Thanh niên nào đây? Trật tự đi, được không? Anh hàng xóm. Will you keep it down in there? Most folks they throw in here have the decency to wait a while before going stir crazy. Thằng này nó bảo là mình trật tự đi. Hầu hết những người bị nhốt ở đây thì bình tĩnh được một thời gian, sau đấy là bắt đầu phát điên. Thanh niên này thì ở trong trailer, à trong đoạn cutscene chúng ta nhìn thấy rồi mà. Thanh niên tóc xanh đầu đinh. Tại sao cậu bị nhốt ở đây? Cậu sẽ không bao giờ có giường nghỉ miễn phí ở đây nếu như mà cậu không làm điều gì đấy rất là tệ đi. Mình lại giải thích này. Wait, did you say the luminary? Cái gì cơ? You're serious? Cậu là Lumi, người mang ánh sáng á? Cậu nói thật à? Thanh niên này chắc chắn là sẽ đồng hành cùng chúng ta được party rồi. Just shown up in the cell next to mine. Tại vì là dù tôi chưa chơi game này, vẫn không biết gì về nó, nhưng mà trong các cái quảng cáo rồi các trailer ấy, thì cái đội ngũ party của chúng ta sẽ gồm thanh niên này là một này, một ông già hơi mập mập là hai này, một thanh niên kiểu như là hơi gay lọ ở trong rạp xiếc này, một em gái tóc đuôi ngựa rất là xinh, một em gái tóc vàng và một em gái lùn lùn váy hồng. Đấy là trong poster ấy. Không cần chơi thì chúng ta cũng biết là có những thành viên nào. Bây giờ là thằng này nó bảo là thật là điên rồ khi mà người mang ánh sáng lại bị nhốt cùng với nó. One plate of delicious gruel for a gentleman. Đến giờ ăn, đến giờ ăn. Bụp. Biết ngay mà. Thằng này trông ngầu lòi này, kiểu chắc là nó vào đây để nó ngủ một đêm thôi, chứ còn muốn thoát thì kiểu gì sẽ thoát được. Vượt ngục dễ như là... Bây giờ chắc mình phải quay về làng để cứu mọi người ở làng rồi. The Luminary. You're serious? Người mang ánh sáng. Cậu nghiêm túc chứ? Đầu bổ đôi không bao giờ nói dối. So it's all happening just like the seer said it would. We'd better get out of here.
hai thằng té thôi. Wait here. You, but. Cut scene nha. Don't worry, nhanh I didn't phết. Kill him. But he won't be waking up anytime soon. Tôi không giết hắn đâu, nhưng mà hắn sẽ không thể nào mà thức dậy sớm. You'd better take this. Kiếm của mình à? Kiếm của mình đâu? Bây giờ đồ của mình bị mất hết rồi, là mình dùng đồ ấy à? Thế thì tôi... À, đồ mình. Đây. Chẳng hiểu tại sao đồ của mình lại cất ở trong ngục ấy luôn ạ. Ok. Lấy lại đồ. Ở đây trong hầm mà lại có đường để thoát luôn, từ từ. Chắc là trang bị lại đồ đã. À, nó tự trang bị lại rồi. Ok. Party. Bây giờ là thằng này nó vẫn chưa được tính là ở trong party của mình đâu. À quên. Trời ơi, đáng ra tôi phải chạy lòng vòng ở trong cái ngục này để tìm xem là có cái đồ gì không chứ. Thanh niên này bảo là mất cả năm để đào cái hố này, nhưng mà đúng lúc đào xong thì mình lại xuất hiện. Guess I really was meant to help you out, just like the seer said. À, thằng này nó bảo là như kiểu là định mệnh ấy, cái việc mọi chuyện nó xảy ra như này là không phải là ngẫu nhiên đâu. Anyway, giống như là nó được làm việc này để giúp mình ấy. Đáng ra là tôi phải chạy lòng vòng ở trong hầm ngục trước để tôi xem là có cái đồ gì không. Mình ngu quá, lại chui ở đây luôn. Đây là vượt ngục season 10 anh em ạ. The sewers, huh? Well, there must be a way out somewhere. Tìm đường xuống cống rồi. Bây giờ là tìm đường ra khỏi cống này. Party bây giờ có hai người rồi. Từ từ để tôi thử party talk xem nào. Rồi, thằng này bây giờ ở trong party của mình rồi đây. Seer này là gì? Seer này như kiểu là nhà tiên tri à? Hay là gì anh em? Đó, bây giờ là tìm đường ra thôi, không có gì quá là đặc biệt. Trò này thành viên trong party là mình nhìn thấy nó chạy cùng mình luôn. Tôi khá là thích cái phong cách đấy. Chứ kiểu là như Final Fantasy mấy cái bản cũ ấy, thì nhân vật ở trong cùng party với mình là nó không chạy cùng, mà nó chỉ có mỗi nhân vật chính, nên lúc mà đánh nhau thì bắt đầu nhân vật ở trong party nó mới hiện ra. Đóng phá hết cửa này. Không thắp được mấy cái này nên cho sáng à. Thanh niên ở trong cùng party với mình này có ấy không nhỉ? Có đổi được sang nó để phá cửa không nhỉ? Nhìn thanh niên này có vẻ là class. You lot, over here. Đuổi kịp luôn nha. Tưng 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 tưng. Come on, this way. Nhanh nhất dẫn đường kiểu gì đây? Dẫn đường phải chạy lên trước chứ. Thôi, sao lại đi đường này? Follow my lead. Ừ, ok. Đi đi. Follow my lead. Nó bảo mình cái gì? Vứt cái đuốc đi và... Sao dễ vậy? What the hell? Ơ! Up.
Từ từ, thành viên trong cùng party mình, thằng kia vẫn chưa ở trong cùng party mình hay sao ấy, tại vì là... Sao tôi không dùng máu đâu? Máu đấy không dùng ở trong party được à? Mẹ nó đập cho mình phát gần chết luôn. À, tôi hiểu rồi. Cái màu của cái thanh thanh HP của cái địch ấy là nó thể hiện là thằng đấy nó còn bao nhiêu máu. Nếu mà cái màu nó càng sáng thì là địch nó càng còn càng nhiều máu. Còn nếu mà địch nó cái màu máu nó càng đỏ ấy thì là nó gần càng gần chết rồi. Tactic. Nhân vật trong cùng party mình nó tự đánh à? Hay là cái thằng đấy không phải là trong cùng party mình mà? Tôi sắp hết máu rồi. Bị nó võ cho phát đau quá. Không hiểu sao thằng này nó nhìn thấy mình phát là nó tấn công luôn. Chạy. Lại thắp nến. À thắp đuốc. Bị chặn đường rồi. Bỏ mẹ. These guys don't give up, do they? Bọn này nó không bỏ cuộc đâu. Seriously? Cầu mấy đường kiểu gì vậy? Mẹ lại ăn bớt nguyên vật liệu rồi. Cả lũ rơi như bọn kia mặc toàn giáp toàn giáp làm bằng sắt dày cả centimet kia thì chắc chắn là đang ở dưới đáy rồi. May mà mình chơi quần áo vải, nông dân áo vải. You okay? Chắc thoát rồi đấy. And that looks like a way out. Maybe our luck. Rồi, đường ra kìa rồi. Có bức tượng để xếp. Xem nào. Đây là cái vùng mà không có ấy luôn, không có bản đồ luôn. Nhạc nhạc xếp game khá là mất quá nhiều công đoạn để thoát khỏi cái xếp game. Ồ. Trong này không có gì, chạy ra ngoài thôi. Nhìn như kiểu sắp phải đánh chùm ấy, mẹ tôi đoán. Trời ơi, con gì đây? Rồng à? Vãi đái. Kìa. There's something there. Có gì đó ở kia. Mẹ mới vào game đánh thì nó được rồng. Sao tự nhiên ở dưới lâu đài ở trong cái cống ngầm lại có con rồng thì sao? Game điêu vậy. Chạy ngay đi trước khi mọi đứa dân tôi tệ hơn. Không còn ai cái bên em ngày mai bỏ lại một tương lai ngang trái. Này chắc chỉ chạy thôi, tôi đoán là cái tầm này chưa đánh được rồng đâu. If we stand and fight, we're dead. Let's get the heck out of here. Nhưng mà game này tôi thấy cũng khá là thực tế. Nhân vật chính của chúng ta ấy là một cậu bé lớn lên ở một cái ngôi làng khá là bình thường, người dân thì rất là hiền hòa ấy. Cho nên là ngay từ đầu chúng ta có thể nhận ra một điều, đấy là nhân vật chính của chúng ta không có khả năng mấy về về chiến đấu. Từ đầu, không phải là từ đầu game mà từ cái lúc mà gặp thanh niên này đến giờ, chúng ta toàn thấy là đa số là thanh niên áo xanh này là hỗ trợ chúng ta, chứ không phải là nào. Chạy thôi. Let's get out of here. Ồ, cái này nó không cho mình lấy rồi, nó không cho mình nhìn. Trời ơi, không cho mình nhìn phía trước thì chạy kiểu gì. À may quá chỉ có một đoạn. Nhảy thôi. Well, here goes nothing.
vậy? Tưởng gì? Đừng nói là vào đường cụt rồi bây giờ phải đánh nhau nhá. Nói sớm quá. Nói trước bước không qua đâu, chạy thôi, lại chạy tiếp rồi. Come on, quickly. Quickly. Sao nó gần tôi vậy? Ui. Bọn quái kia cũng lại chạy tới le hết. Thôi bây giờ chưa đánh rồng đâu, bây giờ chưa phải hiệp sĩ rồng đâu, Dragon Quest. Trời ơi, tay tôi mỏi quá, sắp trượt khỏi cái nút ấy rồi. Khỏi cái nút di chuyển rồi. Rồi. Thoát chưa? Thoát rồi. Anh này có quả màu gà, nhìn bố đời đấy. Lỗ mũi hơi to nhưng mà lại bị. That was way too close for comfort. What's that thing doing under the castle anyway? Đấy, thằng này nó có câu hỏi giống hệt như tôi. Quái nào mà dưới lâu đài này có một con rồng như này. Nó lấy nó. Lại chạy tiếp ạ. Run for your life. Lửa rồng đấy anh ạ. Chùa nuôi rồng, đúng đây là lâu đài nuôi rồng. We made it. Just. I don't know how much more of this I can take. Thằng nhện này bảo không biết là còn chịu đựng được thêm lần nào nữa không. Vãi thái ạ. Nó gọi mình là Darkspawn. Darkspawn này là ở trong Dragon Age Inquisition đấy. Ở trong thực ra trong dòng game Dragon Age cái bọn Darkspawn là cái bọn quái. Quái vật là do bị nguyền rủa. Là kiểu toàn con người biến thành. Bị chạy đến bờ vực rồi. Hết may mắn rồi. Chắc phải chiến nhau rồi. No way back, huh? If they catch us, we're dead meat. Nếu mà để bọn chúng bắt được thì chúng ta là sẽ là những khối thịt chết. Toàn bọn hiệp sĩ đông này đánh đấm gì? I believe in you. I believe in the luminary. Thằng này nó bảo là nó tin tưởng ở mình, tin tưởng mình là người mang ánh sáng và không hề có một cái sự lựa chọn nào khác nữa. Thế thì những cái quest mà tôi nhận ở trong lâu đài, cái quest mà lấy sách cho lão kia là bị fail à? Bựa nhỉ? Không có nhiều sự lựa chọn đâu. Nắm tay nhau mãi bên nhau bạn nhé. Đừng có làm việc gì ngu ngốc. Rồi thanh niên này mở mũ rồi. Đẹp trai đấy, đẹp trai đấy. Gần bằng tôi. Thằng này tên là Eric. Nào. Biết tay đây nào. Mai bên nhau bạn nhé. Sẽ tình bạn của người mang ánh sáng và Eric. Hết phim. Xong. Nhảy xong quả đấy là xong xong phim. Hy sinh. Ở đoạn này là đoạn cutscene ban đầu đấy mà, để xem có chuyện gì xảy ra. Đừng nói với tôi là nhảy ông đấy chết ngoẻo rồi, bây giờ tôi phải đánh lại từ đầu nhá. Gemma xinh phết. Bây giờ mới là intro anh em ạ.
chúng ta chơi cả một đoạn từ đầu đến giờ 2 tiếng đồng hồ mới chỉ là intro. Đây là cái đoạn mà tôi bảo anh em là tôi biết thằng này là ai này. Là ngay cái đoạn intro này chúng ta đã thấy rồi. Đây là những cái nhân vật sẽ ở trong cùng party với chúng ta đấy. Thanh niên nhìn gai lọ này này. Đây, một em gái tóc đuôi ngựa đây. Đây, ông già đây. Ông già béo béo đây. Những nhân vật sẽ đồng hành với chúng ta. Còn đây, kẻ xấu là... Đây, đoạn này Sam Chandler nó đuổi mình như này. À, tôi nhìn là tôi biết. Chứ không phải là tôi chơi trước game đâu anh em. Anh em mà nghĩ tôi chơi trước game là rất là oan cho tôi. Dòng game này từ hồi xưa tôi cũng muốn chơi rồi. Nhưng mà nó là game kiểu độc quyền ở trên hệ máy Nintendo ấy. Mà hồi xưa tôi làm gì có máy, những cái máy đấy để chơi game đâu. Xong rồi bây giờ thì vì những bản trước không chơi ấy, thành ra là mình không sợ là kiểu chơi thì không hiểu cái thế giới nó như nào ấy. Nhưng thực ra là mỗi game, mỗi bản, đa phần là mỗi bản nó là một cái cốt truyện riêng ở trong cái cùng một cái thế giới Dragon Quest thôi. Và nếu như anh em nào biết cái bộ dấu ấn rồng thiêng ấy, nét vẽ thì không phải là của tác giả của Dragon Ball, nhưng mà nó là lấy cái bối cảnh của cái dòng game này này, của cái thế giới này này, để làm cái bộ truyện thế dấu ấn rồng thiêng mà có Đai Dũng Sĩ đây. Một trong những bộ truyện mà hồi xưa tôi cũng rất là mê. Đây, chúng ta qua cutscene rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ vào game chính này. Không biết là chơi lần đầu như này tôi bỏ có bao nhiêu thứ nữa. Những cái game như này nó có những cái item ẩn giấu ở những chỗ ẩn đấy. Đứa nào bảo mình lười biếng vậy? Gọi mình dậy rồi. Nhảy qua đấy vẫn sống luôn ạ. Chào Eric. Thấy không? Thằng Eric này lúc nào nó cũng tỉnh trước mình. You've been out cold ever since we jumped. Had to drag you all the way here on my own. Hai thằng nhảy xong rồi mình bị ngất đi, bị cản nữa. Thằng này nó kéo mình về đây. But what a jump it was. I closed my eyes, put my faith in the luminary and somehow didn't get smashed into a thousand pieces. Nó bảo là đã tin tưởng vào người mang ánh sáng, nhắm chặt mắt nhảy xuống và may mắn làm sao không bị xé tan thành ngàn mảnh. I woke up on the forest floor at the bottom of the cliff without a scratch on me. Amazing what a little faith can do. Thanh niên này bảo là tỉnh dậy ở bìa rừng không có một vết xước nào cả. Lòng tin thật là tuyệt diệu. I guess you and me must be at the top of the King of Heliodor's most wanted list by now. Là hai thằng đang là kẻ bị trên cái đầu bảng danh sách truy nã của lão vua kia rồi. Hang around here too long. Không thể ở đây quá lâu được. Thanks to the nun who looked after us and be on our way. Bây giờ thì cảm ơn bà sơ đã giúp mình và té khỏi đây thôi. Trước khi đi cảm ơn thì chúng ta phải đập đồ của họ đã. Game khá là bố đơ. Từ từ, tôi thấy là cái game này nó vẫn cứ rất là chậm. Chỉnh, di chuyển các thứ, camera chậm kinh hoàng luôn. Mà cái game nó còn bị lỗi ấy. Tại vì tôi chỉnh âm thanh ở đây này. Chỉnh âm lượng cho nó đỡ ổn đây này. Xong đến lúc ra ngoài, đến lúc lốt lại game vẫn cứ thế. Lên mạng tìm hiểu thấy bảo là do bị lỗi. Ah, there you are, my children. I trust that your friend here is fully recovered. Các con đã hồi phục rồi. Thanks for looking out for us. Bọn con ổn rồi, cảm ơn sơ. Not at all, dear. I'm just happy to see you both well again. Không sao đâu. Ta rất vui khi mà thấy hai con khỏe. Nhưng mà các con nhớ đi đường cẩn thận. Có vẻ như là hai kẻ tội phạm rất là nguy hiểm đã trốn khỏi thủ đô. Bà ấy đang bảo là không biết là cái bọn tội phạm ấy nó sẽ làm điều kinh khủng gì. Tội phạm à? Sơ. And you heard this when you were in Heliodor.
Nghe có vẻ không tốt đâu. Và Sơ nghe điều đó khi mà Sơ ở Heliodor à? I did indeed, my child. Đúng vậy. There were gods everywhere. Các con. They are searching có high and low for the villains. Lính gác ở khắp nơi và họ tìm lục tung mọi thứ lên để tìm. And I heard that the mighty knight Sir Hendrik himself has headed to the mountains in the south with his troops. They say he means to block the road to Cobblestone, the village the fugitives came from. Vãi cứt ạ, cái thằng Sir Hendrik nó đang chặn đường để quay về cái làng của mình. Cháu hiểu, không biết là làng của mình có an toàn không? Trời ơi, game ma của tôi. I did not mean to alarm you. Xin lỗi các con. Những chú cừu tội nghiệp, ta không có ý làm cho các con sợ đâu. Justice will be done. Chúng sẽ sớm bị bắt thôi. And until then, công lý sẽ được thực thi. With us for as long as you please. Nói chung là bà bảo là mình sẽ được ở đây thoải mái. We're going to get a little fresh air. We have a few things to discuss, right? Hai thằng đi bàn chuyện. Sếp phát. Mặc dù sếp hơi nhiều nhưng mà tôi chơi game thói quen tôi chỗ nào hơi lo lo không biết chuyện gì xảy ra thì tôi cứ sếp phát. Trong đây còn gì không? Thôi. Cobblestone, eh? Never heard of the place. I never even knew anyone actually lived in those mountains down south. Thằng nhà này đang nói là không biết về cái làng Cobblestone của mình. I'm guessing you want to go see what's happening down there. Đoán là cậu muốn quay lại để xem có chuyện gì xảy ra ở đó, nhưng mà cậu cần phải thông minh. Cậu không thể nào mà vượt qua Hendrik mà không bị chú ý đâu. If you're going to make it there without getting caught, you'll need to avoid the main road. Nếu cậu muốn quay trở lại đấy mà không bị bắt thì cậu phải tránh xa khỏi đường chính. If you want to do that, you'll need my help. Và nếu cậu muốn làm điều đó, cần sự giúp đỡ của tôi biết đường quay lại đó. But I got things to take care of in Heliodor first. Nhưng mà tôi có việc cần phải làm ở Heliodor trước. Something in one of my old haunts downtown. And I need to get it back. Thằng này nó có cái đồ So, are you coming đấy, along cần phải lấy lại. I did help you break out of that dungeon, remember? Thanh niên này đang bảo là có giúp nó không? Tại vì nó giúp mình thoát khỏi ngầm cục. Tất nhiên rồi, ok. That's the spirit. But we can't have you bringing us any unwanted attention. Ah, I've got just the thing. Ngụy trang. Here, put this on and keep your face hidden. Otherwise, you're gonna get nabbed as soon as you set foot in Heliodor. Vãi cứt, bây giờ nó đang truy nã, tự nhiên bịt mặt vào thì càng gây sự chú ý hơn chứ. Này, anh em thấy điều không? Giờ nó đang đi truy nã người ta mà lại kiểu như này thì càng gây sự chú ý hơn, càng bình thường, càng kiểu không có gì thì càng ấy. Đúng là suy nghĩ của trẻ con. Let's head north and hit town. Rồi bây giờ là quay lại cái một cái làng ở Heliodor để lấy đồ của thằng này. Glad you're coming along. The seer told me to stick with the luminary when I found him, and that's just what I'm going to do. Bảo là cái giờ xia, tôi nghĩ giờ xia này là nhà tiên tri ấy. Nói với nó là hãy đi theo mình. Và bây giờ nó đang làm như thế. Rồi bây giờ nó chính thức là thành viên party của tôi rồi anh em ạ. Chính thức trở thành thành viên trong party rồi. Rồi, Pep. Pep power là cái gì? Pep này là như kiểu là ở trong bóng đá nó có là pep talk ấy. Tức là những cái bàn bạc và động viên của huấn luyện viên cho cầu thủ ấy. Cái này thì nó được thực hiện bởi hai thành viên ở trong party.
và một trong hai người phải đã pep up. Có những một số những cái pep power thì là phải cả hai người cùng đầy rồi thì mới dùng được. Còn có những cái thì chỉ cần một người thôi. Và tùy vào cái chiến thuật của từng nhân vật mà có thể dùng cái đấy tự động hay không. Tức là cái game này này, ở trong cái phần party này, nó có, tôi nhớ là trong party nó có, character builder gì đây. Quay lại còn có cả cây skill này anh em này. Có các cái kỹ năng của từng thành viên. Build. À đây là build nhân vật theo bảng skill đây. Ví dụ như đây là nhân vật của mình đây. Nó chia ra các cái đường riêng anh em ạ. Nó có là sword này. Great sword này. Sword này là kiếm một tay. Cái này là kiếm hai tay. Cái sword master là nó là tăng tấn công chung. Tấn công chung cho tất cả các cái đòn sử dụng kiếm. Cái Luminary này là kiểu như là thêm về đường skill này. Xem thanh niên Eric nào. Thanh niên Eric thì có đường về kiếm này. Kiếm một tay này. Dao găm này. Tôi nghĩ là thanh niên này hợp với dao găm ấy. Tại vì là thanh niên này nhìn có vẻ là rất là linh hoạt, nhanh nhẹn. Theo đúng kiểu là nhân vật class trộm cướp. À, có cả boomerang à. Guile này là cái gì? Né tránh à? À, có thể à. À. Nhiều thứ đấy. Đây tactic cho từng nhân vật đây. Follow order này là follow order. Đây là những cái set sẵn để cho nhân vật khác ở trong party nó tự hành động khi mà mình không điều khiển này. Show no mercy, fight wisely. Những cái này là mình có thể set Nói chung là những cái này tôi sẽ phải tìm hiểu thêm nào. Hôm nay chơi đến đây anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Game bây giờ bắt đầu mới là chính thức bắt đầu này. Và chúng ta đã có thành viên trong party đầu tiên. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em. Bye bye.